Còn nhỏ chứ mà biết bắn với số phù ngoài nữa, ngoan ghê. Số 33 nè. Tôi kiếm sáng giờ mới thấy á. Vậy là may mắn cho cậu đó. Chú buồn hồi con 5 tờ nha. Dạ, con cảm ơn chú. Dù 400 mấy, 10 dụ cũng được 4 triệu mấy. Xui xui mà trúng 5 tờ vé số này nữa, 10 tỷ lên hương nước. Hồng nè, với lại mua thuốc ho cho ngoại nữa rồi. Vậy là bữa nay mình bán bộn á. Ngoại chém ho nha ngoại. Không sao, ngoại không sao, ho chút hết liền. Con nè, ngoại nói con nghe. Dạ. Bữa nay là thứ bảy chủ nhật, ngoại mới cho con đi theo ngoại. Dạ. Còn mấy ngày kia con phải ở nhà để đi học nghe không? Dạ con biết rồi, nhưng mà như vậy nè. Sao? Sáng con đi học, xong rồi chiều con đi phụ ngoại được không? Không được. Con phải ở nhà đi học buổi sáng, buổi chiều ở nhà soạn bài vở, đặng sáng mai đi học tiếp. Con phải lo kiếm cái chữ cái nghĩa, sau này còn lo tấm thân của mình. Ngoại già rồi đâu có sống đời mà lo cho con được nữa, đúng không? Dạ, dạ con biết rồi. Con sẽ cố gắng học. Lớn lên con có ước mơ là sẽ làm bác sĩ chữa ho cho ngoại. Ông ngoại của bà giỏi quá. Bây giờ thì phải ăn một miếng gì đi. Thôi thôi con không ăn đâu. Sao vậy? Con no rồi. Chừng nào mình bán xong hết cặp vé số này xong rồi con với ngoại ăn nha. Giỏi quá, vậy cũng được. Không ăn thì phải uống. Uống một chút xíu nước rồi bà cháu mình đi bán tiếp. Chứ không thôi tới chiều là tới giờ xổ số. Ôm cái này là mụ nội cũng đổ chuối khô luôn đó con. Nè uống đi. Mấy số à nhỏ? Dạ, đúng rồi chú. Mấy chú mấy tờ coi? Mua vé số đi cậu. Còn nhỏ chứ mà biết bắn vé số phù ngoài nữa, ngoan ghê. Số 33 nè. Tôi kiếm sáng giờ mới thấy á. Vậy là may mắn cho cậu đó. Chú buồn hồi con 5 tờ nha. Dạ, con cảm ơn chú. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tờ 50 đúng không bà? Dạ, đúng rồi đó cậu. Con nhỏ này nó bán vé số, người ta mua người ta trúng nhiều lắm đó cậu. Con mà trúng là con đi tìm hai bà cháu. Dạ. Chú sẽ tài trợ cho con học hết cấp 2. Đúng là người tốt thiệt. Con hết tiền lẻ rồi, bà hối giùm con nha. Tờ 500 hả cậu? Dạ, có. Để tôi lấy tiền thối. Có đủ tiền không ngoại? Có đủ con, để ngoại đếm. Để nhỏ cầm đi con. 2, 4, 450. Rồi, đây, thối lại cho cậu đi con. Chú cho con 10 ngàn kìa. Ngoại con dặn đó là không được lấy tiền của người lạ. Nhưng mà cái này chú cho, con cầm đi. Con, ngoại cho phép đó, cầm đi con. Con cảm ơn chú. Chú thiệt là tốt mà. Con đi luôn nha bà. Cảm ơn cậu. Chúc cậu may mắn nghe. Người đâu mà sao tốt quá vậy không biết nữa. Ngoại ơi, con đưa tiền cho ngoại trước. Cậu này tốt thiệt hả con? Còn hứa trúng số là sẽ tài trợ cho con đi học nữa đó. Ủa, ngoại ơi, sao tờ này đắt tiền lắm?
nó kỳ lắm luôn á. Tờ 500 chứ gì mà kỳ, đưa đây quải cất, mất cái tờ này là chết luôn đó. Không phải, nó có số 2. Cái gì? Cái gì số 2? Như vậy là sao? Tiền này. Trời ơi. Chết rồi. Nó gạt bà cháu mình rồi con ơi. Vậy là sao vậy? Trời ơi là trời. Dù 400 mấy, 10 dụng được 4 triệu mấy. Xui xui mà trúng 5 tờ vé số này nữa. 10 tỷ. Tụi mày làm gì vậy? Tính cướp càng hả? Mày mới vừa ăn cắp vừa lỡ làng á. Mày la lên đi cho mang bắt mày sớm không? Tụi mày nói cái gì tao không hiểu cái gì hết á. Tao cũng đã nói chuyện với mày. Ông trời ơi, sao ông để cho ba cháu tôi gặp cảnh này trời ơi. Rồi cái quân gì đâu mà nó ác dần sắc đứt như vậy. Mất 400 rưỡi rồi. Ngoại ơi, hay là mình đi cướp ổng đi. Biết là ở đâu mà kiếm bây giờ con. Hồi nãy con thấy ổng ở đây nè. Ổng đi đường đó nè. Con mày phải đi. Con ông này nè, con ơi. Mày trả tiền cho tao. Trả giá số cho tao. Trả tiền phương ác nhờ người chắc đến trả tiền cho tao. Tôi cũng không hiểu tại sao luôn á. Anh là đàn ông trai tráng, sức già dai động, không lo kiếm việc đàng hoàng mà làm, lại đi lừa gạt. Mà đằng này á, lừa gạt bà già với đứa nít nữa. Anh có đáng mặt đàn ông không hả? Trả tiền cho tao. Trả giá số cho bà cho tao. Dạ bà ơi, đây là toàn bộ vé số và số tiền nè bà. Con gửi lại. Sao hai cô biết chuyện mà bắt được nó vậy? Dạ, tại vì mày ghé tao đây làm chó gì vậy? Tao nghe nói mày đang thất nghiệp phải không? Đang đói. Tao mới kiếm được một cái đường dây tuồn ra một mớ tiền rách. Mình chỉ cần làm một chút ít mà ra thôi. Làm sao? Mình thêm một nửa đúng không? Mình chỉ cần làm sao cho nó thành một tờ được. Nhưng mà lỡ người ta phát hiện thì sao? Hơn nhau ở cái trình độ thôi. Mày phải kiếm những người không có sức kháng cự lại. Mày hiểu không? Mày nhìn đi. Mày hiểu rồi chứ? Mày chỉ cần đưa tiền rách, người ta sẽ thoát lại tiền lành cho mày. Việc nhẹ, lương cao. Ôi thiệt tình, những chuyện như vậy mà tụi nó cũng dám làm nữa. Bây giờ chuyện gì tụi bay cũng dám làm như vậy đó hả? Đi lừa gạt tồi tệ như vậy với sức người da rộng như mày, mày cũng làm được hả? Khốn nạn, trả tiền lại cho mày nè. Khốn nạn, trả tiền lại cho mày thế nè. Cái hạng người như vậy là phải đem đi giao cho công an, để sau này không còn lừa gạt người khác nữa. Đúng rồi đó. Dạ đúng rồi. Em cảm ơn hai chị rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người. Nếu như mà mọi người yêu mến cặp đôi Bảo Anh, Bảo An thì mọi người nhớ đón xem tất cả các tập phim của chị Đại Sài Gòn nha. Like, share và subscribe kênh YouTube chị Đại Sài Gòn. Đừng có quên là nhấn cái chuông để có thể luôn theo dõi những tập phim mới nhất của chị Đại nha. Nếu không là biết tay hai chị Đại đó. Nhớ ủng hộ đôi bạn thân của tụi tôi. Trời, nước màn hình luôn. Cô ơi, tôi xin lỗi mà. Trời ơi, làm sao mà chị xin lỗi hả? Chị làm ơn đi, chị có quét, chị có dọn cái gì á thì chị làm ơn chị mở con mắt ra đi. Chị quét á thì chị phải nhìn bốn phương tám hướng, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau, nhìn ngang, nhìn dọc chứ. Đâu mà quét rồi muốn đụng ai thì đụng. Chị quét đằng trước chị phải biết tôi đang đi làm sao chứ. Cái nghề của chị mà. Trời, mấy người đã gì con tôi vậy? Con có sao không vậy? À, ủa? Là hai người nữa hả? Định bắt cóc nữa chứ gì? Còn chị nữa. Ủa chứ chị làm nứt màn hình điện thoại của tôi không chịu đền. Bây giờ ôm hận trong lòng. Định hại nó đúng không?
Trời đất ơi, tôi xin lỗi cô, tôi không cố ý. Trời, nước màn hình luôn. Trời, chị ơi là chị. Cô ơi, tôi xin lỗi mà tôi không biết, tôi không có ý thiệt mà. Trời ơi, làm sao mà chị xin lỗi hả? Chị làm ơn đi, chị có quét, chị có dọn cái gì á thì chị làm ơn chị mở con mắt ra đi. Biết bao nhiêu chỗ chị không quét, tự nhiên chị cứ lao ra đường chị quét làm sao rồi chị đụng người ta. Chị quét á thì chị phải nhìn bốn phương tám hướng, nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc chứ. Đâu mà quét rồi muốn đụng ai thì đụng. Cô, cái đồ này tôi cũng hay quét chứ, tôi đang quét hướng này, cô đi hướng này tôi không có thấy. Chị không thấy? Chị quét á thì chị phải để ý chứ, chị quét đằng trước chị phải biết tôi đang đi làm sao chứ. Cái nghề của chị mà. Sao tôi biết? Dạ, nhưng mà tôi xin lỗi cô. Cô bỏ qua cho tôi nha. Thì ra tôi cũng là người rộng lượng, lỗi thì tôi tha, nhưng mà tiền tôi vẫn phải lấy. Cô, tiền gì cô? Thì tiền thay cái màn hình điện thoại nè, 1 triệu. Đưa đây lẹ. Cô ơi cô, 1 triệu. Cô ơi, tôi làm lâu công, lấy đâu ra 1 triệu mà trả cho cô. Như cái này á, tôi không có ý thiệt mà. Ủa đó là chuyện của chị. Chị làm nứt của tôi thì chị phải đền chứ. Tôi nói cho chị biết nha, chưa kể 1 triệu là đã rẻ lắm rồi đó. Nó, tôi mà đi khám cái điện thoại này mà tôi không thấy nó còn bị chấn thương ở bên trong nữa hả? Là tôi phải tháo banh cái điện thoại ra sửa hết. Vậy là mất zin. Mất zin cái điện thoại của tôi. Bây giờ đền không? Dạ, tôi không có tiền cô. Mẹ ơi, cái này điện thoại là mẹ làm rớt từ buổi tối rồi mà. Buổi tối hôm qua á. Em. Tối hôm qua nó rớt, nó nứt có chút xíu. Bây giờ bà đụng, nứt tệ loe. Nhưng mà con không thấy nó... Cái gì? Bây giờ đền, lẹ. Con gái cô nói là cái điện thoại này bị nứt hồi tối rồi mà. Bây giờ cô đền tôi... Trời, chị làm nứt điện thoại tôi cho còn trả treo nữa. Chị tin tôi đánh chị không hả? Mẹ ơi, đánh cho cô mà. Sao hôm nay lanh quá vậy? Mà nè, nghe mẹ nói. Mấy mốt là thấy mấy cái hạng người này nè, làm mấy cái nghề thấp hèn vậy là tránh xa ra nha. Dơ bẩn hôi thối, nhìn bên ngoài dơ thôi, nhân cách cũng dơ theo nữa. Chơi chung riết không có được chơi luôn. Tiếp xúc riết á là hư người hết, nghe chưa? Cô, sao cô dạy con kỳ vậy? Ủa gì kỳ? Con tôi dạy sao dạy? Giờ sao chị có đền không? Con thấy cô hiền mà. Với lại cô quét rác ở ngoài đường phố sạch sẽ, vậy là tốt lắm mà. Cái gì? Tốt cái gì? Hôm nay nói nhiều ghê luôn á nha. Không biết đâu đền đây. Cô ơi, không đền lên công an. Cô ơi, đừng làm lớn chuyện con. Bây giờ, trời ơi. Chị ơi, tôi thấy chị dạy con vậy là sai rồi đó. Ủa rồi đâu ra nữa đây? Hả? Tụi tôi bên kia thấy nãy giờ tụi tôi thấy hết rồi đó. Tôi thấy là chị này không có sai. Với lại chị đừng có dạy con khinh thường người khác như vậy chứ. Ủa con, tao muốn dạy sao tôi dạy? Rồi sao? Hai bạn ý kiến gì? À, đồng bọn, đúng không? Xin lỗi sao? Chị. Đồng bọn thì bây giờ đền cái điện thoại đi. Xin lỗi chị chứ tôi thấy con của chị còn hiểu chuyện hơn chị nữa đó. Ê, hai nhỏ này. Đúng là một ruột như nhau. Dơ bẩn, thấp hèn, hôi thối. Đi đi con, không có nói chuyện với mấy người này nữa. Đi. Chị ơi, chị đừng có buồn nữa nha. Chị đừng mặc cảm với công việc của mình nha. Cái nghề lao công này thì đáng được trân trọng mà. Chị cảm ơn hai em, chị không sao đâu. Chị cũng không ngờ á, nhìn cổ sáng láng vậy mà nhân cách. Chị cũng lo là cách dạy con của cổ như vậy sẽ ảnh hưởng tới con. Thôi, chị làm công việc của chị. Này chị. Cảm ơn em. Ok. Rồi, xuống. Dạ. Nè. Dạ. Con đứng đây coi xe nha. Mày đi đó đưa đồ cho khách cái, nghe chưa? Dạ. Ủa, chú là ai vậy? Dạ,
sao không vậy? Hả? Ủa? Là hai người nữa hả? Hả? Định bắt cóc nữa chứ gì? Còn chị nữa, bữa trước chị làm nứt màn hình điện thoại của tôi không chịu đền, bây giờ ôm hận trong lòng, định hại nó đúng không? Nè chị kia, không có sao không? Không biết gì chị đừng có nói bậy nha. Cái gì? Không biết cái gì? Nè, tôi nói cho chị biết, nhờ là có chị lau công, trên xe chị mới không bị mất đó. Đúng rồi mà. Anh ơi, chú ấy đánh con nè, với lại định cướp xe mình á. Thôi là có cô lau công với lại hai chị này nè, cứu con, nên mình không có bị cướp xe. Nó quýnh tôi nữa nè. Cảm ơn. Không có sao không vậy? Nè chị kia, người ta không ngại nguy hiểm, đánh cướp để lấy xe lại cho chị, chị cảm ơn miễn cưỡng vậy hả? Tôi nhớ là ngày hôm trước chị chửi bới, sỉ nhục người ta. Mà chị coi đi, người ta có ôm hận thù với chị không? Mẹ ơi, mai mốt mẹ đừng khinh thường cô lao công nữa nha. Bồ đê, tôi không có gì để bồ. Ê, băng tao cướp mày là... Trời ơi, à. Làm ba như mày thì nên ngồi đâu cho sốc mày? Ờ, tao nghĩ là vô tù ngồi đi. À, từ thiện thêm mấy cung lịch, gỡ cho đỡ buồn. Cô biết. Ủa chị, ờ, em đứng ở hẻm 346 nè. Rồi em tìm nãy giờ em có thấy cái nhà của ảnh đâu. Rồi rồi em gọi, rồi em gọi nãy giờ luôn. Mà là lúc thì không liên lạc được, lúc báo sai số. Chị nhắn lại em cái số coi. Nha. Lẹ em. Rồi hiền chi. Sai mất số 3 rồi nè. Gì ăn cướp hả? Gì vậy? Ai nhau ai vậy? Không phải con làm cướp. Con trả cho cô cái vòng nè. Cô làm rớt á. Rồi con lụm lên xong rồi con đưa cho cô nè. Con đi đi, sáng không có giỡn nha. Sáng nãy giờ con không có rớt cái vòng nào hết á. Đi, con đang bận công chuyện. Con nói thiệt chứ bộ nè. Bộ mà. Không phải con. Con bé. Nè. Gì vậy trời? Ủa mà tự nhiên sáng sớm có cái dòng, có lọc. À, cướp đâu anh? Mày là cướp á? Cướp cái gì? Nãy giờ đứng đây có thấy cướp nào đâu, tự nhiên lại kêu tôi ăn cướp. Mày đừng có già điên nữa. Mày mới cướp cái dòng con gái tao đúng không? Tôi không có biết cái dòng nào hết trơn á trời. À cái này hả? Không phải đâu, con bé nó tự nhét vô tay tôi á. Đúng rồi, cái này là của cô rồi, cái này là của con. Đó, hồi nãy con nhét tay cô đúng không? Cái nói gì vậy? Hồi nãy con nhét vô tay cô rõ ràng. Không phải. Này, cô ăn cướp của cô hả ba? Trời ơi, con nhét vô tay cô mà. Không phải. Cô ăn cướp. Con nhét vô tay cô. Cô ăn cướp. Con nhét vô tay cô. Cô ăn cướp. Ủa, tôi nhét cái đấm đấm vô hầm mày giờ. Nên không? Mày trả vòng lại cho con gái tao không? Nè, tự nhiên nó tự đưa chứ nè, biết đâu. Trả đó. Hả? Ôi, đâu rồi? Đi đâu vậy? Mày đâu vậy?
Thì trả dòng rồi giờ đi. Cái gì cũng phải có đền bù chứ. Mày cướp nó xong bây giờ mày đi là xong hả? Ủa đền bù gì, tôi đâu có lấy đâu. Tự nhiên kêu đền bù. Đền bù đi. Tôi không có gì đền bù. Ê, bao tao cướp. Mày là... trời ơi, à. Hai đứa mày giạt cảnh cướp đồ của tao đúng không? Bớ người ta cướp à, không biết gì nữa. Bỏ ra. Nè, lần trước con thoát được là do cô muốn tha cho con cho nên không làm tới. Nhưng mà con cứ như vậy hoài làm cho cô khó xử. Con muốn cô làm sao đây? Dạ, con biết rồi, con tha cho con đi mà con ăn lấy cô rồi đó, con tha cho con đi mà. Con biết rồi cô ơi. Nè, con muốn đi học tử tế hay là cứ đi theo ông ba của con á, lừa người này tới người lừa người khác, là người xấu hả con? Cô ơi, con tha cho ông ba với con đi mà con tha đi mà cô ơi. Lần trước cô đã tha cho con rồi, nhưng con không có thay đổi. Lần này thì cô sẽ không tha cho con nữa. Mày không có được đi. Bỏ tao ra đi, tao không biết đâu cướp cái gì. Ngu sao bỏ, mày phải đi lên đi. Tao ta không thả ngu sao thả. Đi. Không. Đi sao được mà đi. Cái chị nè. Cảm ơn em nha, đứng im đó nha mày. Lại chiêu cũ, dựng cảnh cướp đồ của người khác hả? Mày lợi dụng con bé vậy đủ chưa? Hôm bữa là do tụi tao sơ ý không bắt được. Hôm nay thì vô tù ngồi đỡ nha. Tụi mày nói gì à? Tao chẳng hiểu cái gì hết á. Mày không hiểu hả? Có bằng chứng gì không? Ủa? Tao làm bằng chứng nè. Muốn cái gì nữa? Tụi bay là ai? Làm gì chen vô chuyện của tao? Hả? Bây giờ tao thích xen vô chuyện mày làm gì tao? Gì? Mày nghĩ mày là con gái tao dám đánh mày hả? Ê! Dạ thôi, hai chị tha cho em đi. Em về em còn làm nuôi con em nữa. Mày yên tâm đi, con của mày á, tao sẽ cho vô trường giáo dưỡng. Để ở đó người ta hãy chăm nó thành người tử tế chứ không phải ở như mày, hiểu chưa? Làm ba như mày thì nên ngồi đâu cho sốc mày? Ờ, tao nghĩ là vô tù ngồi đi. À, từ thiện thêm mấy cung lịch, gỡ chưa đỡ buồn. Đúng rồi đó. Rồi phải đưa con bé này hả, cho người khác nuôi dưỡng chứ vậy